Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 17, trang 167, kể chuyện Một phát minh nho nhỏ, vụ bội tuyền. Một nhỏ, dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu chuyện đã được nghe cô giáo thầy giáo kể. Thì các em thấy ở đây gồm có là 5 tranh. Thì ở đây tranh số 1 thì các em thấy đây có một cô giúp việc hay là gia nhân theo cách gọi ngày xưa đang bưng trà lên và ở đây có một cô bé thì đang nhìn thấy những cái ly trà này rất là dễ trượt ở trong cái đĩa. Thì tiếp theo thì sau đó cái bạn này tên là Maria. Thì sau đó bạn chạy vào ra khỏi phòng khách và chạy vào phía sau để làm thí nghiệm. Thì ở tiếp theo trên 3, thì trong khi Maria làm thí nghiệm thì trên đống bát đĩa trên bàn ăn thì người anh trai ở ngoài phòng khách mới xuất hiện và trêu bạn Maria. Rồi tiếp theo trên 4 thì lúc này anh trai của bạn Maria đang tranh luận về cái điều cô bé đã phát hiện ra ở trong cái bát đĩa, giữa cái tách, giữa cái ly trà với cái dĩa thì người anh không tin nên đã tranh luận với cô bé và làm thí nghiệm thử. Và tiếp theo là tranh cuối cùng, tranh 5, là người cha lúc này mới giải thích cho hai đứa con của mình hiểu về cái về cái thí nghiệm của em gái Maria. Như vậy thì các em sẽ kể chuyện dựa theo cái ý của từng bức tranh như vậy. Thì các em sẽ kể như sau. Thì đây là một cách kể chuyện tham khảo. Maria là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa. Nhưng khi nước trà rớt ra đĩa thì dù tay của gia nhân đó run rẩy tới mức nào đi nữa, thì chiếc đĩa đó có bị nghiêng đi nhiều lần thì cái bát nước trà vẫn dính trên đĩa, không hề di chuyển. Cái đĩa và cái bát đựng trà đã hấp dẫn cô bé. Thế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm cho rõ, hiểu cho rõ. Maria nghĩ vậy, rồi lẻn ra khỏi phòng khách bắt đầu làm thí nghiệm. Không thấy Maria đi đâu, anh trai của cô bé bèn chạy đi tìm. Đi ngang qua nhà bếp, cậu bỗng nhìn thấy Maria đang làm gì đó với đống bát đĩa trên bàn ăn. Bèn trêu em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả? Đâu có, em phát hiện ra một điều bí mật. Chỉ cần giữa chiếc bát đựng nước trà và chiếc đĩa có một chút nước, thì bát đựng nước trà không bị trượt nữa. Maria nói với vẻ đầy tự hào về thành quả nghiên cứu của mình. Làm gì có chuyện đó, anh không tin. Sau khi rớt ra, thì bát lại càng dễ trượt. Lần trước mẹ lau nhà xong, anh suýt trượt ngã mà. Không tin anh hãy thử xe mà xem. Cậu anh trai bèn cầm chiếc bát, chiếc đĩa lên để thử. Kết quả đúng như Maria nói. Hai anh em đang tranh luận bàn tán thì cha đến. Cả hai cùng hỏi cha về cái hiện tượng kỳ lạ này. Người cha ôn tồn bảo, đó là vì có lực ma sát, các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà. Như vậy thì đây là một cách kể chuyện dựa vào những cái gợi ý ở từng bức tranh ở trên. Rồi tiếp theo là câu 2 nhỏ, là các em sẽ trao đổi với các bạn trong lớp về cái ý nghĩa của câu chuyện này. Thì cái ý nghĩa của câu chuyện này nói về cô bé Maria rất là ham thích quan sát, chịu khó suy nghĩ nên đã phát hiện ra một cái quy luật tự nhiên. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.